hào quang một thời tuổi trẻ của nghệ sĩ Thương Tín, vẻ đẹp phong trần, yêu toàn hoa khôi. Nhìn lại những hình ảnh thời trai trẻ của nghệ sĩ Thương Tín, khán giả suýt xoa trước vẻ đẹp phong trần, bụi bặm, bảo sao đường tình duyên lại rộn ràng, dày đặc những bóng hồng vây quanh. Nghệ sĩ Thương Tín sinh năm 1956, là diễn viên nổi tiếng của Việt Nam vào thập niên 1980-1990. Sau khi thành công với sân khấu cải lương, ông bắt đầu tham gia vào lĩnh vực điện ảnh và được mọi người yêu mến qua nhiều vai diễn. Thời điểm đó, khán giả từng gọi ông là tài tử màn bạc và là át chủ bài của làng phim ảnh, kịch nghệ miền Nam. Nhắc đến Thương Tín, khán giả sẽ nhớ ngay đến vai thiếu tá Lưu Trọng Kỳ Vọng trong Ván Bài Lật Ngửa, tướng cướp Bạch Hải Đường Lì Lợm trong Săn Bắt Cướp, Sáu Tâm trong Biệt Động Sài Gòn. Ở thời kỳ Hoàng Kim, Thương Tín liên tục chạy show vì lịch kính hết cả ngày, sáng đóng một phim, trưa đóng một phim, chiều lại đóng một phim khác. Sự nghiệp thời trẻ của nam diễn viên vô cùng khởi sắc. Ông gom góp cho mình gia tài phim ảnh đồ sộ. Ở giai đoạn đỉnh cao, nam diễn viên chạy show liên tục, cachet cao ngất ngưỡng. Bên cạnh tài năng, nghệ sĩ Thương Tín cũng tạo dấu ấn trong lòng khán giả với nét đẹp phong trần và bụi bặm. Ông được xem là một trong những diễn viên đi đầu xu hướng. Phong cách của ông thời đó được công chúng vô cùng yêu mến, thậm chí còn có người xé áo của ông làm kỷ niệm. Nhìn lại những tấm ảnh thời trẻ hay trong những bộ phim nghệ sĩ Thương Tín từng tham gia, ai cũng phải suýt xoa vì vẻ đẹp không lẫn vào đâu được. Sự nghiệp thành công vang dội là sở hữu nét đẹp trai ngời ngời. Nghệ sĩ Thương Tín cũng được biết tới là một nam diễn viên đào hoa. Nghệ sĩ Thanh Loan từng tiết lộ về quá khứ huy hoàng của nghệ sĩ Thương Tín. Anh Thương Tín là người đầu tiên có mô tô bự, vây quanh là bóng hồng. Đúng là hồi đó có rất nhiều các bà, các cô và phụ nữ trẻ tới tận trường quay để chăm sóc cho anh Thương Tín. Tôi cũng phải phát ghen lên. Tình duyên của ông dài dằng dặc những bóng hồng nổi tiếng showbiz thời bấy giờ. Thậm chí, nam nghệ sĩ thừa nhận bản thân từng góp gạo thổi cơm chung với 12 người phụ nữ, trong đó có cả Hoa Khôi, nữ hoàng ảnh lịch. Có một thời gian, nghệ sĩ Thương Tín hẹn hò cùng nữ hoàng ảnh lịch Diễm My. Cô là người phụ nữ thứ 8 trong danh sách những người đẹp từng chung sống với nam diễn viên. Được biết, cuộc tình của họ kéo dài 2 năm. Diễm My cũng từng thừa nhận chính cô là người chủ động tán tỉnh nghệ sĩ Thương Tín. Qua thời trai trẻ, nam diễn viên khi về già lại không còn ánh hào quang rực rỡ như trước. Dù sở hữu sự nghiệp đồ sộ, nghệ sĩ Thương Tín vẫn luôn khẳng định bản thân không giàu có, chỉ có độc nhất căn nhà ngói ở quê là gia sản lớn nhất. Hiện tại, ông đã ly hôn 3 người vợ. Cô vợ thứ tư kém nam nghệ sĩ 35 tuổi đang sống ở quê, trong khi ông thuê trọ ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở tuổi U70, nam diễn viên chật vật với cuộc sống nuôi vợ trẻ, con thơ. Ông nhận đóng vai phụ, hát đám cưới để lo cho gia đình. Lật lại những hình ảnh trong quá khứ của nghệ sĩ Thương Tín, khán giả cảm thấy xót xa cho ánh hào quang của một thời nay đã không còn khi chứng kiến cảnh nam diễn viên phải chật vật bươn chải để lo cho cuộc sống. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.